Xin chào quý vị và các bạn. Trong chương trình hôm nay thì chúng ta sẽ đến với cú phát bóng. Thông thường khi chúng ta thực hiện cú phát bóng thì chắc chắn là phía trước chúng ta có rất nhiều các loại bẫy. Và trong trường hợp này ở đây tôi đang đứng tại tee box hồ số 5 tại sân golf Sky Lake, sân Sky. Và với cú phát bóng này thì tôi có một bẫy nước tương đối lớn ở ngay phía trước mặt mình. Rất nhiều golfer khi chúng ta ở các tình huống như thế này, thông thường nhất là những hố golf đầu tiên khi mà cơ thể chúng ta chưa thực sự khởi động nóng, thế thì chúng ta gặp các loại bẫy này sẽ bị ảnh hưởng một chút đến tâm lý. Và đặc biệt cơ thể chưa nóng thì chúng ta chưa tìm được một vòng swing hoàn hảo, nên rất có nhiều khả năng là đường bóng sẽ cong. Và đường bóng sẽ cong thì có thể sẽ không được vào vị trí như chúng ta mong muốn. Vậy thì trong trường hợp này ở đây tôi sẽ sử dụng cây gậy số 3 sắt của mình để thực hiện cú đánh an toàn nhưng sẽ vẫn qua được hồ nước. Một điều quan trọng khi tôi thấy các golfer thực hiện những cú phát bóng mà bị một chút tâm lý như thế này thì chúng ta thường hay có xu hướng hơi bị vội một chút. Ngay cả khi chúng ta đưa gậy xuống hay là chúng ta hơi bị co người vào một chút và hơi gồng cơ thể lên. Cứ khi nào chúng ta làm những việc như vừa xong thì rất có nhiều khả năng đầu gậy sẽ không di chuyển một cách mượt mà trơn tru qua vị trí bóng ở dưới đất và nhiều khả năng sẽ không tiếp xúc được vào vị trí tốt nhất trên mặt gậy. Với những cú đánh phát bóng thì việc đưa bóng vào vị trí fairway hoặc là vị trí trên green không những giúp chúng ta có được cú đánh tốt tiếp theo mà một phần sẽ giúp chúng ta có được tâm lý vững vàng hơn với những cú đánh tiếp theo nữa. Rất nhiều khi chúng ta gặp những cú phát bóng có các loại bẫy được đặt ở hai bên ở fairway. Đôi khi chúng ta gặp bẫy nước ở bên phải, song song với đó lại có bẫy rừng ở bên trái. Thế nên là chúng ta cần một tâm lý tương đối vững vàng. Và thông thường khi tôi gặp các tình huống đấy thì tôi sẽ cố gắng tập trung vào nhịp đánh của mình nhiều nhất và tập trung làm sao để đánh được vào vị trí tốt nhất trên mặt gậy, thay vì tìm cách thực hiện một cú đánh quá mạnh hay là quá vội. Thế nên để tập trung vào nhịp thì việc đầu tiên tôi phải xác định đó là cơ thể mình sẽ luôn ở trong trạng thái rất là thư giãn và thả lỏng. Kể cả khi chúng ta cảm thấy hơi bất an một chút, hơi cảm thấy hồi hộp một chút với kết quả phía trước, chúng ta vẫn nên hít thở sâu để làm sao có được trạng thái thoải mái nhất. Bởi vì khi chúng ta thoải mái thì chúng ta sẽ đánh tốt, khi chúng ta không thoải mái rất nhiều khả năng chúng ta sẽ đánh trượt. Vậy thì trong tình huống này với cây gậy số 3 sắt thực hiện cú phát bóng, mặc dù tôi biết là có bẫy nước rất lớn ở bên phải ở phía trước mặt đây và bẫy cát ở phía hai bên, thậm chí bên trái thêm một chút nữa lại có thêm một bẫy nước nữa, thì tôi sẽ cần xác định một chút về tâm lý và chuẩn bị làm sao cho cơ thể mình khi thực hiện cú đánh nháp có một trạng thái thư thái nhất. Là trạng thái này sẽ cần được duy trì trong toàn bộ cú swing, ngay cả khi chúng ta đứng vào cho đến khi chúng ta dừng di chuyển. Bởi vì nếu như các bạn đứng vào tư thế kết thúc ở cảm giác thư thái, thoải mái thì chắc chắn là trong quá trình chúng ta di chuyển chúng ta không gồng lên và không thực hiện cú đánh quá vội. Vậy thì khi đánh nháp đôi khi chúng ta có thể cần 2 hoặc 3, thậm chí có thể nhiều hơn để cơ thể hoàn toàn thoải mái trước khi thực hiện cú đánh. Sau đấy thì khi đứng vào thực hiện cú đánh thì tôi sẽ phải xác định cho mình một hướng đánh và phải tập trung vào hướng đánh đấy, không có một bất cứ hoài nghi nào về hướng đánh đấy. Nếu khi chúng ta thực hiện cú đánh mà gió thổi lên quá lớn có thể làm ảnh hưởng đến đường bóng thì chúng ta sẽ cần phải chọn một hướng đánh khác, thì chúng ta sẽ làm lại từ đầu. Vậy thì tôi sẽ tìm một hướng đánh trước. Trong trường hợp này tôi sẽ ngắm sang hướng bên phải fairway một chút xíu bởi vì đây là vị trí an toàn hơn. Ngắm xong hướng rồi thì tôi sẽ xác định được hướng và sau đấy thực hiện cú đánh nháp của mình 2 hoặc 3 lần, cố gắng làm sao cho cú đánh của tôi có một nhịp ổn nhất, đơn giản nhất. Và khi đứng vào tôi sẽ cố gắng lặp lại cú đánh này và không dành thời gian quá nhiều cho việc đứng vào ngắm nghía nữa. Bởi vì hướng đã xác định xong, nhịp đã xác định xong, bước cuối cùng chúng ta chỉ đứng vào và thực hiện cú đánh thôi. Như vậy là một cú đánh vào giữa fairway không có gì quá phức tạp. Khi mà chúng ta có tất cả các loại bẫy ở phía trước mặt mình, kể cả fairway có hẹp hay là hồ ở một bên, bẫy cát ở một bên, cú đánh vẫn là một cú đánh. Và nếu chúng ta nghĩ đây là một cú đánh khác nhau, thực hiện một cú swing khác, thì nhiều khả năng chúng ta sẽ phải có một khả năng kiểm soát đường bóng tương đối tốt để có được một kết quả tốt. Nếu không thì các bạn chỉ cần tập trung vào nhịp đánh của mình. Bởi vì ngay cả khi nếu cú swing của chúng ta có một lỗi gì đấy mà các bạn đang tập, đang chỉnh sửa, ngay cả khi chúng ta có một cái nhịp tốt thì xác suất hỏng cũng sẽ vẫn ít hơn. Hy vọng quý vị và các bạn có thể áp dụng lời khuyên vừa xong ở trên sân, nhất là với những cú phát bóng ở những hố golf đầu tiên trước có lại bẫy ở phía trước, chúng ta sẽ cần một nhịp đánh tốt để có được một cú đánh tốt và chắc chắn chúng ta sẽ chinh phục được những thử thách ở phía trước.
Trong chương trình hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau nói qua một chút về vấn đề thả lỏng khi chúng ta thực hiện một cú swing. Chúng ta thấy các golfer chuyên nghiệp họ thi đấu trên sân, bao giờ chúng ta cũng nhìn thấy những cú swing có rất nhiều tốc độ, nhưng mà chúng ta lại thấy họ không mất sức hay mất lực một chút nào cả. Ngược lại thì khi chúng ta đến các sân tập thì thấy các golfer nghiệp dư tập luyện rất là chăm chỉ. Tuy nhiên thì cú swing có phần nặng nề hơn và không ít chấn thương lại sinh ra chính từ những khi mà chúng ta cố gắng rất nhiều như vậy. Vậy thì chúng ta có cần thiết phải thả lỏng trong khi di chuyển hay không? Và làm cách nào để thả lỏng? Khi chúng ta nghĩ đến khoảng cách của một cú đánh, thông thường chúng ta nghĩ nhiều đến lực hơn là tốc độ. Và nếu các bạn chỉ đến một chút đến tốc độ thôi, thì các bạn sẽ thấy rằng chúng ta không nhất thiết phải ra nhiều lực mà vẫn ra được tốc độ. Cũng giống như thế này, nếu như tôi cầm một trái bóng ở trên tay và tôi thực hiện một cú ném và không sử dụng toàn bộ phần cơ thể mình, chỉ sử dụng mỗi một phần duy nhất là cổ tay, thì các bạn sẽ thấy là đây đã là một cú ném, tôi sẽ ném được cú ném này đi với một tốc độ tương đối mà không cần mất quá nhiều lực. Ngược lại, khi chúng ta thực hiện một cú ném với cánh tay thẳng và sử dụng phần cơ của mình, là khi này thì các phần khớp trên cánh tay của chúng ta sẽ không được sử dụng và vì thế cú đánh sẽ yếu hơn rất là nhiều. Và ngay cả khi chúng ta thực hiện những cú đánh như vậy thì thực tế chúng ta vẫn phải hơi sử dụng một chút ở phần cổ tay. Vậy thì tương tự như vậy, khi chúng ta thực hiện một cú swing, nếu chúng ta thả lỏng cổ tay một chút, thả lỏng toàn bộ phần cánh tay của mình, thì chúng ta sẽ có được một cú swing tương đối nhẹ nhàng và tương đối nhiều tốc độ. Và đây là điều chúng ta thấy các golfer chuyên nghiệp. Vậy thì làm cách nào để chúng ta thả lỏng được? Một việc vô cùng đơn giản thôi, đấy là nếu như các bạn thả lỏng các phần trên ngón tay của mình, khi các bạn cầm gậy vào, thì các bạn sẽ thấy là phần cổ tay và khuỷu tay sẽ thả lỏng theo. Và khi này chúng ta sẽ thực hiện một cú đánh sử dụng các phần khớp của mình nhiều hơn. Ngược lại, nếu chúng ta gồng lên các phần cơ trên cánh tay của mình, cụ thể là phần bắp tay dưới và bắp tay trên, thậm chí là bắp tay sau, thì chúng ta sẽ sử dụng các nhóm cơ này nhiều và không có được tốc độ như mình muốn. Không những thế thì rất nhiều chấn thương có thể xảy ra khi chúng ta thực hiện những cú đánh đúng như vậy, mặc dù chúng ta nghĩ là có thể đánh được những cú đánh rất là mạnh. Vậy thì các bạn chỉ cần lưu ý lòng một chút, thả lỏng ngay từ khi các bạn cầm gậy vào, và nếu như chúng ta duy trì được áp lực cầm gậy vào từ đầu đến cuối thì chắc chắn là chúng ta sẽ có được một cú đánh tương đối nhẹ nhàng và vẫn có đầy đủ tốc độ. Khi mà chúng ta thả lỏng như vậy thì ban đầu chúng ta chắc chắn sẽ có một chút hoài nghi là liệu thả lỏng như vậy chúng ta có đánh trúng bóng được không. Rất có thể những cú đánh ban đầu chúng ta sẽ không đánh trúng như ý muốn, và chỉ cần một vài cú đánh thôi, khi mà cơ thể quen hơn với việc thả lỏng, cánh tay cổ tay của chúng ta thoải mái hơn, áp lực được duy trì trong toàn bộ quá trình di chuyển, thì chắc chắn các bạn cũng sẽ có những cú đánh trúng. Và khi chúng ta có một số cú đánh trúng thì chắc chắn các bạn sẽ thấy có niềm tin hơn vào việc thả lỏng. Và lúc đấy chúng ta chỉ cần ý đến nhịp một chút, làm sao để chúng ta có thể duy trì được áp lực cầm gậy lỏng và một nhịp swing đều, thì chắc chắn các bạn sẽ có những cú đánh rất nhẹ nhàng. Vậy thì bây giờ tôi sẽ thực hiện một cú đánh mà cố gắng duy trì trạng thái lỏng trên các ngón tay của mình ngay từ khi cầm gậy, trong xuyên suốt quá trình lên và xuống. Nếu như chúng ta cầm gậy vào lỏng trước khi chúng ta di chuyển và duy trì được trạng thái này cho đến khi chúng ta kết thúc và giữ nguyên vị trí kết thúc, rất có nhiều khả năng các bạn sẽ có một vòng swing rất là nhịp nhàng. Với những vòng swing nhẹ nhàng như vậy thì rất ít khi chúng ta sẽ bị chấn thương, và các bạn sẽ thấy chúng ta sẽ có rất nhiều tốc độ cộng với việc chúng ta đánh trúng chắc chắn sẽ mang lại contact. Thế nên lần tới khi ra sân, các bạn cố gắng lỏng một chút, chúng ta sẽ không sử dụng phần cơ trên cơ thể mình nhiều để thực hiện cú đánh, mà chỉ sử dụng các phần liên quan đến khớp của mình nhiều hơn, đặc biệt là các phần liên quan đến cánh tay, bắt đầu chính từ việc chúng ta cầm gậy lỏng ở ngay các ngón tay. Hy vọng sẽ gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình lần sau. Xin chào và hẹn gặp lại.